Linh Ngọc Đàm dạy chị em cách trị bạn trai mê ngắm gái. Nếu ai yêu thích game thì có thể khẳng định Linh Ngọc Đàm là cái tên không còn xa lạ làng game Việt. Cô có sức ảnh hưởng cực lớn trên mạng xã hội. Nữ streamer cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống cá nhân, tình cảm với người hâm mộ và đồng thời cũng là quân sư đưa ra nhiều lời khuyên cho khán giả. Từ đó cô nhận được sự yêu mến và chú ý đặc biệt từ fan mỗi khi có động thái mới trên trang cá nhân. Mới đây, Linh Ngọc Đàm đã nhận được một câu hỏi mà hẳn không ít chị em gặp phải: người yêu mê gái trên TikTok. Tất nhiên, gái xinh thì ai chẳng muốn ngắm. Nhưng với những anh bạn trai cư xử vô duyên, thì Linh Ngọc Đàm cũng chẳng ngại mách nước cho các cô bạn gái theo cách cũng rất quen thuộc nhưng hiệu quả. Ông ăn chả thì bà cứ ăn nem. Nếu người yêu cứ thích ngắm gái xinh, thì mình cũng mạnh dạn xem trai đẹp. Người yêu cố tình up story cho mình nhìn thấy, thì mình cứ làm gấp 2, gấp 3 lên là được. Trai tốt vốn không cần mình quản, còn trai không tốt thì cũng chẳng đến lượt mình quản. Vậy nên nếu người yêu cảm thấy ghen, thì anh ấy sẽ phải tự thay đổi bản thân mình thôi. Nhưng nếu người yêu không phản ứng gì, thì mình cũng chẳng cần ra sức phản ứng hay quan tâm làm gì nữa. Chưa hết, Linh Ngọc Đàm còn đưa ra nhiều lời khuyên cho các trường hợp khác mà nhiều cô nàng đã gặp phải. Có lẽ sau thời gian nghỉ dịch, thì Đàm Tổng có vẻ nên mở lớp học về chuyện tình cảm. Cô cũng rất đa tài khi có thể tự kinh doanh từ rất sớm. Có thể nói, Linh Ngọc Đàm chính là mẫu hình tượng mà rất nhiều bạn trẻ mong muốn trở thành. Bên cạnh những khoảnh khắc hài hước, Linh Ngọc Đàm còn có những khoảnh khắc rất tinh tế. Đặc biệt, cô có những câu nói thú vị về chuyện tình cảm trên livestream và nhận được rất nhiều sự đồng cảm của người xem. Có thể nói, ai cũng biết đến Linh Ngọc Đàm vì vừa streaming hay, vừa chơi game giỏi, nhưng rất nhiều người còn tò mò về cuộc sống riêng và cả chuyện tình cảm của cô nàng. Trước đây, Linh Ngọc Đàm đã tiết lộ khá nhiều về chuyện tình cảm. Cô nàng cho biết, câu hỏi mình nhận được nhiều nhất là Linh thích con trai hay con gái. Nữ streamer thẳng thắn trả lời rằng mình từng quen con gái, có tình cảm với cả hai giới, thậm chí còn từng thích một anh chàng là gay. Linh Ngọc Đàm khẳng định, việc mình có cảm tình với một người không dựa trên giới tính mà tùy thuộc vào tính cách, cách họ đối xử với mình. Khi còn tìm hiểu Bụt, cô cũng từng bật mí khá nhiều về anh. Cả hai đã gặp nhau trong một buổi đi chơi chung. Linh quen Bụt sau khi chia tay bạn gái. Khi Linh buồn, anh chàng đã ở bên động viên, an ủi, rồi dần dần cả hai có cảm tình và đã quyết định tiến đến một mối quan hệ. Dù Linh Ngọc Đàm và Bụt hiện nay đã chia tay, nhưng cô và Huyền 204, bạn gái mới của Bụt, vẫn dĩ hòa vi quý, khiến cộng đồng mạng khâm phục. Bên cạnh đó, Linh Ngọc Đàm trước đây cũng từng vấp phải chỉ trích với phát ngôn của mình. Linh Ngọc Đàm được đánh giá có phần thiếu trách nhiệm khi cô đăng bài viết nói muốn làm giang hồ hơn làm người nổi tiếng và thích tranh cãi tay đôi cùng anti-fan. Ở vị trí của một người sở hữu sức ảnh hưởng lớn như Linh Ngọc Đàm thì việc này là khó để chấp nhận. Một số ý kiến còn cho rằng nữ streamer này có phần lộng ngôn và nên suy nghĩ thật kỹ, uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Ngoài ra, vào thời điểm các streamer bị xăm soi và nhận phải rất nhiều những lời nhận xét, góp ý và cả chỉ trích về chuyện nói tục khi livestream mà đội Mixi chính là tâm điểm, thì Linh Ngọc Đàm cũng lên tiếng về chuyện này. Theo đó, nữ streamer này cho rằng mỗi người đều có quyền chọn cách sống cho riêng mình. Tuy nhiên, điều này đi ngược lại với những ý kiến đóng góp xây dựng với mong muốn nghề streamer được thực sự công nhận, nên cô nàng cũng nhận về không ít gạch đá. Sau đó, Linh Ngọc Đàm xóa status này, tuy nhiên nó được lan truyền rộng rãi. Hơn nữa, Linh Ngọc Đàm từng gây bão cộng đồng mạng với dòng status chê bai những cô gái ăn mặc sexy. Thế nhưng ngay lập tức, cô bị cộng đồng mạng phản pháo ngược lại bằng những hình ảnh hở hang chẳng kém, để rồi nhận phải vô số gạch đá từ cộng đồng mạng. Linh Ngọc Đàm cũng từng nhắc lại chuyện này trong lần sang nhà Misty và xem nó như là lần vả miệng khiến mình bị chửi không ăn uổng tí nào. Có thể thấy được, Linh Ngọc Đàm đã rút được kinh nghiệm và trở nên tinh tế hơn sau những lần vả miệng không đáng có, để bây giờ cô được công chúng đón nhận và yêu mến hơn mỗi ngày.